cho cô nói đâu ngoài mà ghép vô bậy không mà trời. Nhưng mà vụ đó là sao chú? Ý là cái vụ nãy nói với Minh như vậy. Ví dụ là chú Sáu đem vừa lên đây cũng dạ. Cậu mà thấy không hay quay hết trơn thì chú Sáu thấy buồn một thấy tí buồn. Ờ đó. Thì chú Sáu cũng buồn tí thôi chứ không có gì đó. Tại vì buồn tí à chứ không có gì hết trơn à. Chứ tôi thậm chí tôi mà đừng có ai mà tôi nói xin lỗi nha, đừng ai ghép vô bậy bạ. Tôi lên đây tôi cũng quý hết trơn á, chứ không phải mà sao mà chứ? Ai mà tôi ghét dơ gì hết trơn, ghét tôi cũng lên đây đâu. Hồi nãy vắng khách lúc mà chúng chưa tán á là vắng lắm. Cái tôi còn mới ngủ bà ngày nè. Đấy. Con nằm cũng ngủ luôn, tại vì thường là vắng khách con nằm ngủ đặng dưỡng sức, đặng lát có khách đặng dùng quay. Đó, đó mà lúc đó là chú cũng con không biết nha. Nhưng mà bà xã con biết nha, không có kêu con, nói chung là thấy chú chạy ngoài kia kìa. Đó chú xã cũng lên con. Đó thì tới lúc mà anh yêu anh mang mấy con chim đó tới đó chú. Đó thì bà xã mới kêu con mới chạy con vô con quay. Trời đó, rồi con vô con quay xong rồi con mới dọn lên. Rồi con mới thấy cái mâm dừa của chú. Trời ơi. Đó rồi con không. Máy đây con quay là con có mâm dừa con quay. Đây. Chứ đó. Lúc này là chú đang nói chuyện với mấy anh em ha. Đó, là con kêu rõ con kêu tới gia chú nè. Thấy chưa? Chú cháu mình vẫn bình thường đúng rồi mà. Trời ơi có gì đâu hôm nãy. Bây giờ là 10:15 nè, bây giờ 15 cứ coi lại hết đi. Tôi không giờ tôi nói xấu YouTube đâu, tôi nói thiệt tôi không giờ tôi nói xấu đâu. Mà có đó, là hỏi gì mình coi tôi cũng nói là thật tế có buồn thiệt, cũng có buồn một tí. Tại giờ buồn là lý do sao chú Sáu đem vừa lên đây chú Sáu cúng mà không ai dòm hết trơn. Không ai quay chú Sáu hết, chú Sáu hơi buồn một tí. Tại vì chú Sáu cũng có nói, ví dụ thậm chí bây giờ YouTube trên này tôi cũng mến lắm, tôi cũng thương. Đó chứ không phải là tôi thật tế tôi mà tôi lên đây mà tôi ghét YouTube hay là tôi ghét mấy người ở trên này, tôi không bao giờ tôi lên đâu, tôi bằng lòng. Tôi thương tôi mới lên, ví dụ vậy. Rồi thậm chí tôi thấy ở trên này mấy em đồ này kia có sơ sót đồ đó thì tôi cũng lên tôi cũng hướng dẫn mấy em, ví dụ góp ý, ví dụ cái nào sai đồ này kia mình cũng góp ý kêu đừng có làm cái sai cái vụ vậy. Thì tôi cũng sợ lắm, tại vì trên mộ cậu thì học tế chỗ nào cũng được, ví dụ trên mộ cậu thì mình cũng sợ cái chỗ đó lắm. Ví dụ tôi cũng nhiều cái tôi cũng không có muốn lên đây lắm thật tế, mà tôi không lên ổng không được thì cái đó nó thật lòng tôi không quá quý ổng tiệt luôn á. Lên đây mà không cho muốn thì mà không cho thì tôi cũng không cho cũng đi à. Đó tại vì mà sao mình tôi cậu mình nhớ ông sao biết thiệt, cái đó là có trong hồn ông luôn, tôi không có nói dốc luôn. Có ông có trong hồn ông sát bên tôi không biết có không, chứ tôi là ông lên ổng tôi buồn thực tế, mà tôi nói thật lòng luôn, từ hồi nào tới bây giờ luôn không có cái người nào mà tôi đến mộ đâu, tôi nói thiệt luôn á. Có cha mẹ tôi đến thôi, chứ còn ngoài ra người hoài là bạn bè thân thuộc cỡ nào tôi không đến đâu. Còn nghệ sĩ nào cũng vậy, tôi không có đến đâu, thực tế không có đến, ngộ như vậy đó. Mà có mình ổng là thôi à, không biết thôi, chú biết có duyên ổng sao không biết. Gặp gỡ chú tại vì khi mà đăng lên cái tựa đề mà nó sai lệch với chú. Sai lệch, đúng rồi. Nó sẽ làm cái ảnh hưởng rất là lớn. Đúng luôn, rồi. Chỉ là trong nước mà ngoài nước. Đúng nữa. Rồi, mà đó. Bây giờ bà con nói vậy. Ủa, các anh em YouTuber sao không thấy? Bây giờ nó y như là chia bè rẽ cánh là sao mà vậy ta, rồi khán giả sao nó này đó, mình phải đúng rồi phải hiểu được cái bên trong như thế nào đã rồi mình mới đăng được. Tại vì hồi nãy á thì tôi chú Sáu cũng ra ngoài, chú Sáu thì tụi nó cũng kêu chú Sáu ngồi nói chuyện, thì chú Sáu cũng tâm thời sự là chú Sáu cũng có nói, thì hồi nãy chú Sáu có đem dừa lên đây chú Sáu cúng cậu, mà có cái thì chú Sáu buồn là không có ai mà quay chú Sáu hết. Đó chứ là chú Sáu buồn một tí thôi, chứ chú Sáu cũng không có trách gì YouTube hay là này kia là sao mà tôi lên đây mà sao YouTube không quay tôi hoặc này kia, tôi không có trách, mà mình nói trong lòng mình nói mình buồn một tí thôi. Tại vì biết sao không, thậm chí tôi cũng có nói, tôi nói thậm chí bây giờ người ta đến đây ví dụ người ta cúng một cái ly cà phê ly nước mía bất cứ cái chuyện gì như vậy, mình quay người ta ví dụ cái hình đồ này kia đưa lên đồ này kia, thậm chí trong nước và nước nhìn thấy cái ảnh cận ảnh đó, thậm chí giờ ví dụ một cái ly cà phê cũng là quý, hay là một cái ly nước mía cũng là quý, ví dụ như vậy thì tôi cũng nói vậy thôi. Chứ còn ngoài ra tôi cũng nói tôi lên đây nãy tôi phân bày, tôi nói bên YouTube này tốt và bên YouTube này xấu, tôi đâu có nói đâu, tôi thực tế tôi cũng
phân bài hết, tôi cũng nói ai cũng tốt hết trơn. Đó, cái sai lệch liền. Đó đúng rồi, sai lệch bảy cái đó đúng được đâu, đúng rồi. Rồi cũng có thậm chí cũng có nhiều YouTube cũng nói rồi và coi giàu nghèo đồ này kia, ví dụ vậy nó nói chung là nói vậy thì tôi chung là tôi không có nói ví dụ là giàu hay là nghèo không cần vấn đề cần thế như vậy. Thì tôi cũng có nói nãy thì tôi nói tôi buồn tí thôi chứ tôi cái gì, nói chung là mình cũng có buồn thiệt, cái đó ai cũng buồn mặc thế. Thậm chí có nhiều người lại đây thì quay của mình không thấy ai quay mình hết, mình cúng cậu vừa vậy mà không ai quay, mình cũng buồn tí thôi thì mình cũng nói vậy thôi. Chứ còn ngoài ra mình cũng đâu có nói F15 không quay tôi ghét tôi, bên kia ghét tôi như mình ghét tôi đâu có nói đâu, trời ai tôi cũng đâu có nói cái người đó ghét tôi đâu, trời ơi trời tôi đâu có nói đâu. Ở đâu sao ghép cái gì, cái này nè, con cho là bà con hát xem tự nhiên cái ghép cái hành con đó, ghép cái hành 15 mét vô đây để cái tụi này nói công chuyện chú sáu vừa bức xúc vừa bị cái dục cái 15 mét vô đó. À, cái thêm cái dấu ít dục vô cái mặt đó cho từng cái đánh đặc quyền hay gì đó này còn không biết nha đó, đó đúng rồi. Tại vì biết sao không, là thế chú là mình đây YouTube không mà anh em không mà đừng có làm vậy, làm gì chết rồi trong chí vậy con có làm gì đâu. Có vậy rồi quan cho tùm lum mất đó, không có khách thì làm sao con quay được đó. Phải có khách thì con quay để cho bà con cô bác thì thí dụ tôi cũng góp ý như vậy, tôi góp ý thôi nha, còn anh em thì tôi không biết thiệt tôi góp ý thôi. Thậm chí bây giờ cái người đó đơn lợi đốt nhang dầm, thậm chí như tôi đi tôi lợi tôi đốt nhang cậu mà tôi không có mua cái gì thì mấy em cũng không cần thiết, không nhau mấy em cũng không cần quay thật đấy như vậy. Còn thí dụ bản thân như tôi mà mua cái gì lên cúng cho cậu mà mấy em thậm chí ví dụ là tôi có ít lòng nhiều, thậm chí cái tấm lòng của tôi đến đây thì tôi cũng mua cái đó cúng cho cậu, mấy em ra quay ví dụ vậy tôi cũng đỡ tuổi chúng cũng thấy rồi. Ông này ông lên đây ông cúng cậu hoặc này kia thì đó xem chú là giống như là thứ nhất là giống như là chị Thanh Loan nè, rồi chị Tư nè. Tại vì sao? Tại vì rất là có một tuần là đến 2-3 lần rồi đó, là xem chú y như là tụi con vậy đó, y như là giống như là ekip luôn mà chứ không phải là khách nữa gì đó. Đó cho nên mình rất là tự nhiên, đúng rồi. Sao hôm nay cũng thấy sao lại để cái tiếng đời nói về tùm lum nữa rồi vậy, nói rồi đổ quan rồi cho tôi nữa rồi này kia, tôi nói YouTube bên xấu bên tốt rồi này kia tôi chưa biết luôn á, tôi thật đấy. Tôi lên đây tôi chưa biết bên nào xấu hay là bên nào tốt, thật đấy tôi nói thật lòng luôn đó. Hay là tôi nói như bên xấu hay là bên 15 xấu hay là bên kia xấu này kia tôi cũng chưa biết, thật đấy ai tôi cũng quý hết, ai tôi cũng thương, ai cũng tốt, thật đấy tôi nó có nói mà hù đầu tới bây giờ luôn. Tôi lên đây là tôi nghĩ đó tại vì con bình thường lắm, ai con cũng bình thường chứ không phải là đó. Như nãy con có clip con cho chú coi rồi đó, còn trong cái clip này đó là con quay cái clip ha đó, thì khi mà con thấy cái 10 cái giường chú cúng á là con nói liền đây cho chú xem lại nè, con rất là bình thường chứ không phải là của chú con không quay mà cỡ của khác con quay nha. Đây để con cho bà con gì đó. Con nhìn 10 tới giờ là con biết cô chú ngay, tại vì chú là cúng 10 tới giờ nên hồi trước là con mới đặt chú biệt danh là chú 10 giờ. Chứ khi nào tôi nói mà biết sao không? Tại vì lúc đó là chú đang nói chuyện với mấy anh em khác đó, cho nên là hình như là con khi vựng khèo ba chú không bằng hay, cho nên nó con mới lui ra con mới kết thúc cái video. Tại vì bình thường, rất là bình thường mà. Tại vì nè tôi không phải lờ mà tôi nói tôi lên mình cúng dừa mà thậm chí ví dụ bây giờ sao mà tôi thấy YouTube mà sao nhiều người không quay tôi ví dụ như vậy đó, là tôi thấy rồi thì thậm chí về bản thân như tôi cũng tuổi, thậm chí ai cũng vậy, ai cũng tuổi, ví dụ tuổi thiệt đó, tuổi thiệt thì ý là tôi nói trong lòng tôi thôi, còn mấy sếp tôi kêu nói lên đi chú có cái gì chú nói lên đi thì rõ lòng thì chú cũng nói không có nói là nói xấu bên 15 hay là nói xấu bên Di Minh, tôi không có nói tôi thật tế tôi nói hết chung sếp, hết luôn sếp kia, nói hết đúng rồi đó, nỗi lòng của tôi đó. Thì tôi thật tế tôi nói thì nói, tôi nó có nói một cái tôi không bao giờ mà tôi chê là chữ YouTube hoặc là cái không bao giờ tôi có nói, tôi không có chữ ai hết trơn, mà tôi có nói một câu một là tôi có buồn
buồn một chút xíu thôi chứ không có gì. Tại vì buồn là lý do sao mình đem cái miếng quà nó lên mà mình cúng cậu mà không ai quay đó, nhân tăng đó không ai quay đó thì mình buồn, mình buồn chỗ đó thôi. Thì như đó. Tôi cũng nói chú là cái xác đó là hình như là không có khách luôn. Đó thì tụi con mới nằm ngồi cái đá này đó. Nè. Còn con riêng con nằm con ngủ luôn. Tại vì không có khách thì con tranh thủ con ngủ 15 phút con cũng khỏe nữa, mà 20 phút con cũng khỏe nữa để cho chị, để lát là bà con vô mình có cái sức lực để mình ghi hình. Đó, tại vì về nhà không có thời gian để mà ngủ chú. Về nhà nằm một cái là rồi rồi nè, trong đây luôn nè, tôi nói giật có đang quay phải không? À. Tôi nói luôn nè, có Duy Minh luôn, thậm chí ở nhà tôi luôn đó nha. Ở nhà tôi á là 2 giờ mấy rồi đó nha. À. Đó thì tôi thấy cái chị Loan đó chị quăng nón gì tùm lum lúc trước á, cái vụ cặp lăng đó. À. Cũng ăn hiếp, cũng nói xấu, nói với bên Duy Minh nè. À. Này kia thì tôi cũng lên, tôi cũng thương Duy Minh, tôi cũng nói đó. Ví dụ thậm chí Duy Minh cũng đâu có biết cái gì đâu, đúng không, mà mình nói đó. Đó. Con biết chứ, tại vì con nói phải không? Ờ đó, đối với con á đó. Cho mình đó, mà mình không nhận là đúng rồi. Cái gì mà nó là tạm những người mà những con thế nào là con á, con không nhận, con có không bảo vệ lại, nó tính là những cái đó là con những cái lời đó là một cái người ta, cái gì của con là thì nó không có quan trọng gì đó, đúng hay sai á thì nó là giả rồi. Đúng rồi. Con không muốn để làm mình khi mà mình tự lời với người đó. Đúng rồi. Là mình cũng có cái phần. Đúng rồi. Đúng rồi. Thì đó tôi cũng có bữa tôi có nói trong cái đoạn đó luôn, tôi có nói là Duy Minh cũng tôi nói tôi thật tế tôi cũng quý Duy Minh lắm, coi lại tôi không có lệnh Duy Minh tẹt mà tôi cũng quý Duy Minh lắm. Đầy hù nào tới bây giờ tôi đó hả, tôi có nói trước luôn á là hồi đó chưa cái mộ của cậu là chưa có làm luôn đó, chưa có làm còn cái ý quyền luôn á, là chậm bông ở trên đâu đó, rồi Duy Minh đi sớm đầu này kia. Rồi tôi cũng nói Duy Minh là sao chui chổng gì chọc chọc chổng á, tôi nói chắc chuột có chổng á, tôi cũng thương Duy Minh, tôi cũng đó. Thậm chí có nhiều người ăn hiếp YouTube thôi, là ăn hiếp cái đúng tôi không có nói, còn ăn hiếp cái sai tôi cũng thương, tôi cũng lên, tôi cũng nói chung là tôi cũng giải hòa, tôi cũng hai bên hết, đừng có gây lộn như là trên mộ cậu ví dụ vậy này kia, nó có mất cái hình ảnh nó không có gì tốt ví dụ như vậy đó. Thì tôi đâu phải mà tôi đâu có rảnh đâu, ở nhà tôi cũng xuống tôi chạy lên đây chi, vì tôi thấy cái nhiều cái không có ấy đó, rồi tôi mới chạy lên tôi quăng bài vậy thôi. Trời ơi, mình nói thiệt, khi mà mình quay một người á, mình để đúng cái nội dung đúng sao, nhưng mà mình chỉ cần đúng cái lọt mình bày, mình bẻ cong cái sự thật một cái đúng là rồi. Đi quá xa tự nhiên cái rồi. Con không biết chứ, tự nhiên cái lấy hình của con dục vô thiệt đó. Bởi vậy con thấy con mới tự nhiên cái lấy mình dục ở đây trên này chứ, trời mình có làm gì đâu, trời nãy đang ngủ chứ không biết gì luôn. Con cũng ủa sao kỳ vậy, mới vừa còn, vô còn cái khi mấy em nào không hiểu lầm nói tôi này kia đồ lên đây rồi soi bối rồi là này kia ghép YouTube đồ này kia đồ có đâu. Tôi trời ơi, tôi ghép YouTube là không, bây giờ tôi nói thiệt, dắt tôi lên đây tôi cũng đi, tôi nói thiệt tôi ghép YouTube luôn, bây giờ tôi lên đây đâu thật đấy. Tôi thương YouTube tôi mới lên đây, tại vì thương là thương lý do gì, thậm chí cũng có cái gì không cũng phải sơ sót, cũng ai hoàn hảo hết, ai cũng sơ sót, thì mình lên đây mình thấy cái nào mình sơ sót mà mình chỉnh đồ anh em đồ trên này ở cái nào làm đẹp đồ này kia đó, tôi mới chạy lên thậm chí vậy. Mình cúng một cái giờ cũng được, nhưng đúng rồi, chú cúng 10 cái giờ mục đích là chi, là để cúng xong rồi mời đúng rồi đó đó, đó đúng rồi đó, người uống miếng đúng rồi. Hồi trước đây là con hay gọi chú là chú 10 giờ thẳng đó. Từ mà chú 10 giờ là con đặt đầu tiên á, tại vì sao, tại vì chú cúng 10 cái tới giờ đó, mà con lúc đó mình chưa biết chú là chú thứ 6 nữa, đúng rồi, cho nên gọi là chú 10 giờ, sau này con mới biết chú là chú 6 nữa, gọi là chú 6 á thì đó đó chứ cái chú cháu mình rằng đúng rồi là thân thuộc xem nhau. Đúng rồi đó, nói ra tại vì mấy em không có hiểu, thí dụ cái ông này ông lên ông nói xấu bị tấp hoặc này kia, tôi không có đâu, tôi thật lòng luôn á, tôi không bao giờ mà tôi ghét người này tôi ấy này kia, mà tôi có nói thiệt, tôi có nói là một câu, một tôi nói tôi buồn, tại vì buồn là lý do sao mình
sao mình đem quà lên mình cúng cho cậu mà không hay quay, vậy là mình buồn một tí vậy thôi. Đó, mình buồn một tí vậy thôi. Chứ còn ngoài ra mà lên đây tôi nói F15 này xấu hay là Duy Minh xấu hoặc này kia tên đây bị túp xấu không, không bao giờ có. Tôi không bao giờ tôi nói cái đâu, thật tế tôi cũng khen không á, thật tế từ hồi nào tới giờ hôm mộ của cậu mà chưa có làm luôn á, tôi cũng vẫn khen mấy em hết á. Mà thậm chí bây giờ người nhà cũng có thôi số không có cảm ơn, tôi cũng vẫn lấy cái đại diện bên người nhà tôi vẫn cảm ơn mấy em YouTube trên này đó. Còn sau này che dù che nắng thì tôi cũng thấy bị kiếp đồ này kia, tôi thấy tôi cũng quý lắm, tôi cũng thương thực tế vậy. Chứ Hồng Loan thì nói chung nó cũng gia đình cũng này kia đủ thứ các cái thì nó cũng cho sót một tí. Chú là ở dưới chợ đứng mà chú lên đây là cũng 30-40 cây rồi còn gì nữa. Thì đó. Từng chú lên 2-3 lần. Đó. Con quý chú thiệt, rất là quý chú. Cái đó là nói thật lòng, thậm chí có ai mà nói dối không biết thiệt, chứ tôi không lên, không có tôi buồn thiệt, dù tôi vắng chừng bữa 2 bữa là tôi không lên, tôi buồn thiệt, cái đó là thật lòng luôn. Cái đó là tôi nói thật lòng luôn. Còn cái người nào tôi không cần biết không, bây giờ tôi lên đâu tôi nói thật lòng. Có mình ổng thôi, đó tôi nói riêng là chỉ có một mình ổng thôi, chứ không phải là tôi nói là thì sao mà ông nội nhũng lấy dốc hay này kia lên ổng rồi này kia. Tôi bà xã bà sợ lên rồi có chuyện này chuyện kia rồi đó. Như con cái là bà biết tôi rồi, nói mình tránh nóng lắm, nóng không có giận được, có chuyện này kia rồi đó. Giờ mình cũng lớn rồi, lớn tuổi rồi, thậm chí cái gì mình cũng có suy nghĩ, mình làm cái gì đúng mình làm, còn cái nào sai mình thôi đừng có làm. Ví dụ vậy, trên mộ của cậu thì thậm chí nhiều cái màn ảnh nó đẹp, còn cái ấy cái xấu là gây lộn chết luôn á, cái đó chết liền á, đó là chết chắc luôn á, đó tôi sợ như vậy đó. Tại vì nãy mấy người kia kêu tôi nói bốc xúc thì tôi cũng nói thì buồn tí vậy thôi đó, dù đó chứ không phải gì. Chứ còn mà ví dụ tôi mà tôi ghét YouTube tôi không lên đây đâu, tôi cũng vợ tôi nói. Cái đó không biết, cái đó là mình đó, tôi không có hiểu thiệt đó, cái đó. Tại vì cái người lấy cái hình con dục vô mà không biết nó cũng có tội tình gì đâu. Đó. Tôi cũng những người khán giả này, tôi có nói này kia thôi, cũng là mình nói là ý là mình nói mình buồn cái tuổi á. Thậm chí bây giờ thậm chí có nhiều người ta đem lại cúng cái đó mà quay đồ này kia, mình thấy mình đem lại không thấy quay mình này kia rồi hết thì trời buồn quá trời. Ví dụ buồn tuổi thiệt, cái đó tuổi đúng rồi tuổi. Đó. Thì tuổi buồn tí thôi. Chạy ngay không có sợ luôn. Rồi. Đứng chích cô đó. Cho nên thôi mình cứ chờ chú Sáu ra để coi sao đấy, sao mà tự nhiên cái bỏ con chú Sáu vô. Trời ơi. Chứ còn mà trời ơi chú nói thiệt. Chú nói luôn nha. Chú không bao giờ mà chú mà bỏ YouTube hay hoặc là kêu chú ghét YouTube, chú bảo đảm chú không bao giờ chú lên đây, chú thật lòng, nói nó thật lòng với chú bây luôn. Bây giờ chú hết buồn chưa? Hết rồi, nãy nói với mình rồi, hết buồn rồi, buồn gì nữa. Mình nói ra, mình nói rồi, còn không buồn gì nữa. Con dạy con cũng ghi hình chú rồi, buồn gì. Bự mà, nó phải cũng nhỏ. Nè, tôi không phải là tôi khen tôi lĩnh Duy Minh đâu, hụ đầu luôn đó, tôi nói Duy Minh hụ đầu luôn đó. Tôi thấy thậm chí cái gì Duy Minh lên đây có chơi sốt rồi này kia, tôi sợ Duy Minh làm, thậm chí cái vụ cái tâm cái đường của Duy Minh đang đi lên, thậm chí YouTube đang Duy Minh đang quay đi lên mà thậm chí có cái gì chơi sốt cái là Duy Minh là không được, thí dụ như vậy mình sợ, mình thương cái người đó mình mới sợ mình lên mình khuyên Duy Minh có cái này cái kia sửa, thí dụ như vậy tôi góp ý Duy Minh như vậy thôi, chứ cũng thương Duy Minh tôi mới góp ý, chứ còn bằng người làm mà tôi ghét không bao giờ tôi góp ý, thật tế không bao giờ tôi ghét cái người đó, không bao giờ tôi góp ý đâu, kệ người đó làm gì làm. Còn mình người thương cái Duy Minh nè, tôi lên tôi cũng góp ý, sợ Duy Minh làm cái này cái kia sai đâu này kia đó, mình lên mình góp ý Duy Minh ở cái đó là sai thôi, Duy Minh sửa tí không có gì hết trơn. Để ở đời mà không có ai mà hoàn hảo hết, ai cũng có sơ sót, ai cũng có cái bề mặt bề trái, ví dụ như vậy đó. Tại vì mình phải tôi lĩnh như anh đâu, thật tí như em như 15 này tôi cũng không phải mình chứ nó đừng có nói mà cái ông Duy Minh tôi lĩnh Duy Minh này, Duy Minh này đó nó ở đó ví dụ vậy thậm chí cái nhiều người ta nói vậy phải không, chứ cô tôi không có đâu, ai tôi cũng thương, ai tôi cũng thậm chí tôi thấy cái gì mà sai đồ này kia tôi lên đây cũng có tiền cái nó sai đồ này kia đi khán giả đi quay đi rồi chứ đừng rồi chứ đừng nhiều sức khỏe rồi chung là chú cháu mình hiểu nha. Rồi đúng rồi, cái đó là bà con không biết cái mấy kênh kia nó hay
nhức tóc câu view nữa, thôi mệt nữa lại chết nữa, đúng rồi, thôi bỏ đi. Đúng rồi, mắc lồng kết, đúng rồi. Thôi vậy chú Tháo cũng ngồi, chú Tháo cũng góp ý vậy thôi, chứ chú Tháo cũng không có gì trơn. Nha, chứ đừng có buồn thôi, anh em đừng có buồn hết trơn, ví dụ vậy. Thì đúng rồi đó, từ hôm nào tới giờ chứ đâu phải mới đây đâu. Thậm chí cậu hồi đó mới chôn chứ đâu phải mới đây đâu. Rồi thậm chí có cái gì tầm bậy bạ đâu. Tôi lên đây từ nào giờ không bây giờ có cái gì mà tôi mà nãy kia. Thậm chí ai làm gì làm, tôi có thương cậu, đốt coi như cho cậu. Cái gì góp ý với Lâm có góp ý gì không chú? Thì chú ví dụ chú góp ý thì chú có nãy giờ chú cũng góp ý rồi, thì chú cũng nói rồi, thậm chí giờ ví dụ thậm chí giờ trên này có cái gì đâu sót thì ví dụ em mấy em ví dụ có cái gì sai mấy em sửa thôi, chứ còn tôi cũng đâu có gắm góp ý cái gì, ví dụ tôi có lời nói vậy thôi, chứ còn mà tôi không có quyết định được mấy em muốn gì mấy em làm cái chuyện của mấy em thôi, chứ tôi đâu có thật tôi như tôi này kia tôi quyết định được thì nói gì được, nói gì nữa, đúng không? Thì mình góp ý thôi, thậm chí cái em làm sai thì tôi góp ý em làm lợi đó sai cũng được, mình làm nó đúng chút, ví dụ vậy, chứ tôi cũng không có dám mà tôi tôi đứng lên mà tôi đại diện mấy em mà tôi có quyền này kia, tôi đâu có đâu, thật tế như vậy tôi chỉ có góp ý thôi, hoặc này kia mấy em làm sai hoặc này kia tôi góp ý vậy thôi. Còn ví dụ mấy em nghe rồi tôi quý rồi mấy em nghe thôi, chứ tôi đâu có quyền hạn gì. Thậm chí nhiều người nói là cái ông nội cũng quyền hạn đồ trên này đồ này kia, không có à, thật kể không có đâu. Tại vì tôi cũng như người thắng giả, tôi cũng như mấy em vậy, đến đây thì tôi cậu quay đốt tôi được khách cho cậu một cây hương, rồi mấy em đến đây mấy em quay cho người ta coi từ trong nước về nước này kia đăng lên thì cho cái hình ảnh của mình quý thương cậu thì đưa lên cho người ta coi, thậm chí người ta không đến đây được mà coi thật kế vậy. Thì tôi cũng quý lắm, tôi cũng thương mấy em đưa hình ảnh nó quá là đẹp, quá là hay, đồ này kia đủ chứ các cái đó. Chứ còn mà mấy em mà đừng có nói cái câu mấy em kêu tôi làm góp ý tôi ấy, mấy em không có đâu, tôi không có quyền hạn gì đâu, thiệt đó nha. Nó không có quyền hạn gì mấy em đâu. Tại vì tôi cũng như khán giả vậy thôi, chứ tôi không có quyền hạn gì hết trơn. Tới vậy. Còn mấy em làm sai tôi có quyền góp ý, ví dụ mấy em làm có đó sai rồi mấy em sửa lại cũng kỳ trơn á, ai cũng hoàn hảo thực tế vậy. Chứ còn mấy rồi đúng rồi cứ đăng lên đi chứ đúng rồi chứ không có chú có nói buồn một chút xíu thôi là hết rồi, thì chú có nói ra cái lời của nói ra cái lời của mình hết rồi thì mình hết buồn rồi đó, chứ không có gì, chứ còn ngoài ra để lòng chi, chả có cái chuyện gì nó đáng đâu, không có gì hết trơn. Rồi tôi nói rồi trong cái lòng tôi nó buồn một tí thôi, chứ còn ngoài ra tôi đâu có nói. Thậm chí mấy em ở trên này phải tôi lên với mấy em mấy cô tôi trọng hoặc này kia rồi là này kia là không làm vậy, thì mấy em làm khác rồi mà không được, ví dụ tôi đâu có quyền hạn gì tôi kêu mấy em làm vậy thật đấy. Thì dụ thậm chí thì tôi thấy tôi đem cái gì lên mà thấy mấy em không có quay trong buồn mà tôi có nó buồn một tí thôi, chứ tôi không có nói chữ mấy em YouTube thôi hoặc này kia, không có đâu nha, tôi dẫn thương em YouTube đâu. Rồi thôi nha, chứ đừng có hiểu làm chú nha, đừng có hiểu làm chú nha, chú không có gì đâu. Chú chú kệ chứ giờ chia sẻ chứ. Rồi không có gì đâu, trời ơi. Nói chứ tôi thương là mấy em lên này tôi mới lên, rồi thương ổng rồi với mấy em nữa, rồi trước thì ổng sao mấy em cũng thương lên đây. Cứ nào tôi lên đây tôi trách móc cái em này xấu, em này đẹp, em này kia đâu, không có đâu. Ai tôi cũng quý, ai cũng thương thật đấy. Còn ai hiểu thì hiểu, không hiểu thôi, chứ giờ mình đâu có biết nói gì đâu. Thế vậy. Còn ví dụ anh em trên đây hòa thuận đi, chứ còn người này người kia thì nó cũng không có vui vẻ. Mệt chứ, thấy đầu. Làm như hai bên sao tôi không biết, là tôi có nói không biết. Cái đó nghe hết hồn, nãy mình ra ngoài mình thấy chú chuẩn bị chạy xe ra. Nãy là ông lấy hình con dục vô, bây giờ con lấy hình con dục lại. Nè, có cái em này luôn nè, em này che dù cho tôi luôn nè. Đó, mà hỏi em này có đem dù rồi không, ai luôn đó. Chết cha. Ơi, cái mic của mình quý chú chị bữa đó quên mất hết một cái rồi. Không biết chú có thấy không biết nữa. Máng. Hả? Đi lỡ tới đằng mẫu của chú mới
Nói chung là vui, mình cũng vô tình là đang đang chỉnh clip, quý nhụ đang tải clip lên chỉnh thumbnail, thì chú Sáu cũng chia sẻ mà câu chuyện thì mình cũng chưa hiểu gì nữa. Nó cũng vậy, thì 15 ếch thì có thắc mắc gì đó thì bà con cũng hiểu rồi. Thì trên mạng xã hội thì có nhiều cái mặt trái và mặt phải, quý vị. Như mình thì theo cái hướng tích cực hơn, tiêu cực theo quý chú vậy. Thì bây giờ là 3 giờ mấy á, đúng không ta? Trời nắng, ổ 4 giờ mấy, 4 giờ 21 à. Trời nắng cũng rất là gắt luôn. Kinh thì hình như là tới 4 giờ mấy á, là sẽ tắt kinh nha quý cô chú anh chị. Thì mọi tâm sự thì chú Sáu cũng đã chia sẻ cho bà con cô bác. Thì câu chuyện này chắc nếu mà bà con cô bác có xem thì hiểu, chứ mình cũng chưa có hiểu gì mấy á quý vị. Trên mạng xã hội thì có hai mặt, trái và mặt phải. Vì mình ít khi nào mà phản biện lại và ít cái giải thích nhiều, nó gây cho thêm cái ái thèm heo của chúng vậy. Nó sẽ có những cái mà nó không hay, cho nên là mình không có ít nói lắm. Mình làm cái gì thì cái công việc của mình thì bà con biết hiểu là được rồi. Từ ngày vì mình định là mua trái cây, nhưng quý của chú về buổi chiều không kịp ha, nên để dành ngày mai mua đi. Có một người em cũng gửi với mình đó, đừng mua, bởi gửi với mình 200k để mua trái cây cho chú ha quý chú vậy. Còn thì mọi cái sự việc thì bà con cô bác có thể biết rồi. Cái câu chuyện này vì mình cũng chưa có hiểu sâu về mấy, tại vì nghe những câu chuyện này không biết có liên quan tới mình không thì mình không biết đó quý chú vậy. Nhưng mình chỉ muốn thích một quay ở tại mộ chú và một cái chiều hướng là tích cực nha quý chú vậy. Nó cho bà con cô bác cùng xem tại mộ của chú, mà nhiều bà con cô bác nói với mình lòng nhạc vô lớn quá là lý do sợ bản quyền của quý chú vậy. Bộ hổm với mình lòng nhạc nhỏ nó bị bản quyền, cho nên với mình lòng nhạc lớn lên tí, mong bà con cô bác cũng thông cảm ha. Thì cái hình ảnh buổi chiều nay tại mộ của chú nè thì rất là đẹp luôn ha. Với mình định xin 4 cái cây đó vô, nhưng mà có một cái việc khác cho nên là không xin ha quý chú vậy. Để sẽ cố gắng để là xin vô sớm nhất ha quý chú vậy. Còn thì video đến đây thì bà con cô bác xem video có cái điều gì thắc mắc và muốn chia sẻ thì ý kiến thì để lại những cái comment bình luận cho Duy Minh ha, để cho Duy Minh có thể là rút kinh nghiệm ha quý chú vậy. Quan thì Duy Minh cũng không quên chúc cho tất cả bà con cô bác gần xa trong và ngoài nước thật là nhiều sức khỏe ha, an lành bên gia đình gia đạo của mình, và có nhiều niềm vui trong cuộc sống ha quý chú chị, để có cái thời gian theo dõi trên kênh YouTube Duy Minh Vlog mình. Giờ Duy Minh xin chào, hẹn bà con là một cái video chiều nay ạ.